Phương Tây thế kỷ 19. Bà Ganini, con hoàn thành bài tập đàn đến đâu rồi? Con không tập nữa. Từ nay con sẽ không tập violon theo ý cha nữa. Cha thích thì tự mình tập đi, đừng đặt tham vọng của mình lên con. Con dám? Được rồi. Kìa cha, con đã nhịn đói cả ngày rồi, cha còn định làm gì nữa? Hôm nay con không tập xong bản đàn cha giao thì đừng nói đến ăn. Con sẽ không được bước chân ra khỏi cái nhà kho này. Chị Viêu Long đáng ghét, chị Viêu Long ác quỷ. Chỉ vì nó mà mình bị đòn roi, bị bỏ đói. Paganini, mẹ mang cơm cho con đây. Cha con rất nghiêm khắc, nhưng vì cha tin vào khả năng của con nên mới vậy. Suốt cả năm nay cha hành hạ con chỉ vì cây Viêu Long này. Bị đánh, bị nhốt, bị nhịn ăn cũng chỉ vì cây đàn. Mẹ, mẹ hãy nói gì với cha đi chứ. Nhưng cha con sẽ không thay đổi đâu. Mỗi khi mẹ xin cho con, cha con sẽ nổi giận lôi đình. Chỉ còn một cách duy nhất thoát khỏi những trận đòn của cha, đó là phải tập đàn ư? Với những giọt nước mắt uất hận vì muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người cha, Paganini đã chơi đàn với bản năng vô song và giành giải nhất cuộc thi tài năng violon khi mới 8 tuổi. Sau này trở thành nghệ sĩ vĩ cầm giỏi nhất nước Ý. 27 năm sau. Trong buổi diễn hôm nay, nghệ sĩ Niccolò Paganini sẽ xuất hiện trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ độc tấu. Ngoài dàn nhạc thì không cần tới sự hỗ trợ của các nhạc công phụ khác. Hồi hộp quá. Thật may tôi đã mua được vé từ sớm. Trong các chương trình biểu diễn của Paganini, khán phòng bao giờ cũng chật ních. Hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Rất nhiều người sẽ không thể đến nghe vì cháy vé. Vâng, ngay sau đây mời quý vị hướng lên sân khấu với Paganini cùng dàn nhạc của chúng tôi. Bản nhạc độc tấu tiếp theo xin được bắt đầu. Thôi chết, có sự cố với dây đàn của Paganini đang chơi rồi. Đứt một dây phiêu long rồi. Không ngờ chuyện này lại xảy ra đúng giữa bản nhạc. Không sao, chỉ là một dây đàn thôi mà. Mình vẫn làm chủ tình huống, vẫn ứng biến được. Cây vĩ cầm bị đứt tới 3 giây rồi. Không hiểu chuyện gì xảy ra với nó nữa. Chắc cây đàn gặp phải sự cố trong quá trình vận chuyển đến sân khấu. Paganini sẽ xử lý ra sao đi? Không thể dừng khựng bản hòa tấu được. Mình sẽ xử lý được. Trời ơi, cây đàn vĩ cầm với 4 giây thì đã có tới 3 giây bị đứt. Có lẽ bản độc tấu cũng sẽ kết thúc ở đây. Cây vĩ cầm khi chỉ còn 1 giây thì sao có thể chơi tiếp được nữa. Thế còn phần còn lại thì sao? Buổi biểu diễn lẽ nào bị bỏ dở giữa chừng? Chắc là Paganini sẽ tạm dừng để thay dây đàn thôi mà. Cảm ơn sự cổ vũ của quý vị. Tuyệt đối không để quý vị phải chờ đợi. Tôi sẽ tiếp tục với bản độc tấu của mình ngay bây giờ, ngay giây phút này. Nếu Paganini thể hiện thành công, ngài sẽ trở thành người nghệ sĩ đầu tiên chơi vĩ cầm chỉ với một dây đàn. Bản độc tấu sẽ thay đổi hoàn toàn. Một ngẫu hứng mới của Paganini. Thật không thể tin được. Đây quả là thời khắc lịch sử của 102. Paganini cố lên. Thách thức cũng chính là cơ hội cho mình thể hiện. Mình sẽ làm được. Với người nghệ sĩ thì quan trọng nhất không phải một cây đàn mới, khán giả nồng nhiệt, mà chính là cảm hứng nghệ thuật. Tôi sẽ tiếp tục bản độc tấu hôm nay. Phiên nhạc trưởng và dàn nhạc tiếp tục một lần nữa. Paganini sẽ tiếp tục bản hòa tấu chỉ với một dây đàn ư? Thật không thể nào tin nổi. Ngài ấy thậm chí không đề nghị dừng lại để thay dây đàn sao? Bằng cách nào nhỉ? Liệu Paganini có thể làm được hay không? Vâng thưa quý vị, đây là Paganini với một dây đàn. Thật không thể tin nổi, ngài ấy có thể hoàn thành cả bản độc tấu với một dây đàn. Tài năng của ngài ấy nhất định sẽ đi vào lịch sử. Và những khán giả được có mặt ở đây hôm nay sẽ trở thành những người vinh hạnh nhất. Quả là sự ngẫu hứng của người nghệ sĩ, có bản lĩnh sân khấu nhất mà tôi từng được biết. Ngài ấy đã biến sự cố bất lợi thành sân khấu đặc biệt của riêng mình. Thật đáng kinh ngạc. Chính mình cũng không tin nổi chuyện vừa rồi. 3 trong số 4 dây đàn trên cây phiêu lông bỗng lần lượt bị đứt. Đầu tiên là dây mi, rồi đến dây la, và cuối cùng là dây rê. Mình đã thành công, mình đã làm được rồi. Bản vĩ cầm với một dây đó đã đi vào lịch sử. Từ đó, kỹ thuật chơi violon một dây duy nhất ra đời.
bậc thầy đầu tiên chính là Paganini, người nghệ sĩ với trình độ diễn tấu chuẩn xác vô song ở thời mình. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rắc rối, những cung đàn đứt đoạn, nhưng đừng vì nản lòng hay sợ lạc điệu mà dừng lại. Đôi khi chỉ với một dây đàn, bạn vẫn có thể tạo nên giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao.